mọi người có khỏe không? Hôm nay Alex sẽ làm live video, so I was want to say say hi to everyone. And today I'm going to show you guys to do the ombre powder with collection and with the baby one more time. Mọi người khỏe không? Hôm nay Alex sẽ làm cái custom nail design ha. Cái điều đầu tiên thì Alex xin chào anh tình yêu, là một anh rất là dễ thương, cũng giống như Alex cũng làm like rất là nhiều, cũng chia sẻ với cộng đồng rất là nhiều những cái live video. Alex rất là khích lệ điều đó. Ok, thì hôm nay Alex sẽ làm một cái video like cái collection ombre bột nút. Thì cái này là Alex sẽ custom theo cái kiểu mà đám cưới. Thì bước đầu tiên Alex sẽ show cho các bạn coi thử cái nail Alex làm ha. Thì mọi người có thể coi ha. Đây là cái nail mà Alex đã xong rồi, thì Alex sẽ bỏ ở đây một xí nè. That's it. Đây là can you relax for me? Đây là cái nail mà Alex làm rồi ha. Rồi nay Alex sẽ hướng dẫn cho mọi người làm những cái vân đá như thế này ha. Đó. Đây là cái marble ha. Đó, thì trước khi mà chuẩn bị vào cái like thì mọi người có thể bấm nút share video nhé. I don't understand but I'm learning anyway. Ok Galina Gracia. Thì cái tay này Alex chưa có làm. Thì đây Alex sẽ làm cái tay này. Thì Alex sẽ làm cái móng copy and shape. Thì cái móng này là cái móng mà Alex dán chồng lên nhau. Thì những bạn nào mà chưa có tip này thì có thể mua lên website Alex order ha. Rồi các bạn phối những cái nail order như thế này ha. Đó, đây là copy and shape xong rồi ha. Rồi bây giờ Alex sẽ vô cái like ha. Hai anh tình yêu. Where your location? Oh, my location in California. My location in California. Thì trước khi làm live thì Alex sẽ chăm sóc cô khách hàng của Alex, bỏ cái tay in đây để làm live gần một tiếng đồng hồ. Thì các bạn cũng biết đó, làm live thì nó không giống như là làm kia, thì tại phải ngắt đoạn, phải phân tích, rồi phải tám với mọi người, chia sẻ giao lưu, đại khái là như vậy. Thì nên những bạn nào mà thấy Alex làm live thì cũng thông cảm nha. Tại sao ông làm lâu quá? Thì tại vì chia sẻ cho người ta nên Alex phải làm chấm nè. Chứ Alex làm nhanh quá thì đâu có ai coi được đâu, đúng không? Đó, thì Alex chuẩn bị đèn ha. Đó, trước khi mà vô cái live thì Alex cũng muốn nói tới mọi người khi mà các bạn làm cái màu nút, cái màu shop white thường thường làm ombre thì các bạn nhớ các bạn phải làm shop white nó mới đẹp nha. Thì bây giờ Alex sẽ dũa từng cái nhám cho các bạn coi ha. Alex sẽ quay gần này. Bây giờ con cái là cái may mắn, ngày xưa nhiều cái Galaxy là nó phóng được. Ngày xưa mà like rồi mà không có phóng được nên bởi vì nó rất là xa. Cái iPhone thì mình có thể phóng to phóng gần được, nhưng mà cái Galaxy con cái là nó không phóng được. Nhưng bây giờ là cứ như là phóng thoải mái. Đó, mà nó không có nhảy lên mấy cái quảng cáo nữa. Ngày xưa là cứ đang làm like nhảy lên mấy cái quảng cáo. Đó. Ok rồi, bây giờ Alex sẽ dũa nha. Thì trước giờ thì các bạn biết thì Alex có cái máy rồi đó. Cái máy này Alex ra bên công ty Alex đó, thì những bạn nào muốn order cái máy này thì có nha. Và Alex có cái loại chấu cắm của ba cái đầu của cái máy kia luôn. Thì những bạn nào muốn order thì có thể lên mạng order cái máy kia cho Smile. Alex mượn cái đầu máy Smile. Mượn cái đồ máy kia. Đó thì các bạn phân ha. Thì bây giờ Alex sẽ bấm này. Cái này nó sẽ có những cái thời gian hết để các bạn làm rất là dễ. Rồi bây giờ Alex sẽ mở là link nha, cái máy dũa. Dũa Smile, máy dũa. Ok. Bước đầu tiên thì Alex sẽ bỏ cái thằng này lên để Alex dũa clean cuticle ha. Thì Alex sẽ phóng gần xí này cho dễ thấy ha. Đây. Thì những bạn nào mà muốn mua thì Alex có cái loại cầm này luôn. Thì cái loại này thì các bạn cắm cho kiểu của Cuba nha. Của Cuba thì các bạn cắm thì nó có cái chấm này. Những bạn nào mà có cái cục rồi mà có cái máy hay dây bị hư á, các bạn muốn xài cái máy, tại cái máy này xài rất là good. Đó, những bạn nào mà đã xài máy rồi các bạn biết của Pro hay đại khái thì nó rất là good. Và bây giờ nó dài xí không, rất là comfortable. Đó, thì cái máy này những bạn muốn order cái website. Rồi, bây giờ Alex sẽ dũa từng cái cuticle ha. Very nice design, thank you. Máy dễ thương nhỉ, đúng rồi, máy dễ thương lắm. Alex không đẹp trai, Alex chỉ dễ thương thôi. Nên Alex xài cái gì cũng dễ thương hết. Đó, Alex sẽ dũa ra sơ đơn kia cổ ra nha. Để Alex
còn thấy không? You have Facebook. I do. Yeah, turn on your Facebook. Yeah. Ok, còn thấy không? Anh sẽ dũa mỏng là hết này. Đó, trước khi mà các bạn làm bột á thì các bạn biết cái dũa cuticle là một cái thao tác dũa mình phải clean rất là good. So before you guys do the ombre powder, because the powder it always scratch. But the powder always scratch, you guys have sometimes it's leaking more easy. So that's why you guys have to super clean it. And the second thing too, you guys have to clean all the light right here. Right here. And this one too. Đó. Các bạn lưu ý cho Alex đó, thì khi các bạn làm về cái shape này thì các bạn lưu ý cho Alex một điều là các bạn phải link nha. Tại vì á các bạn không có link á thì rồi. Ồ, Alex sẽ dùng cái đồ dũa này. Và sẽ link ra này. Đó, Alex sẽ dũa ra mỏng hết. Đó. Các bạn phải dũa mất cả những cái line này hết này. Đó, thì hôm nay Alex sẽ làm ombre ngược, có nghĩa là Alex sẽ làm màu trắng hồng, là Alex sẽ làm cái fan smile light. Các bạn này cũng thấy cái bộ nail của Alex làm rồi đúng không? Đó, thì Alex sẽ làm ombre hai chiều, có nghĩa là làm ombre trắng trước xong đến pink, rồi pink trước xong đến trắng. Đó. Thì thường thường á, các bạn muốn mà làm ombre những màu đậm đẹp á, là các bạn cứ mix clear nhiều về cho Alex, thì cái tốc độ của anh kéo ombre nó sẽ mượt hơn. Đó, các bạn cứ làm thử đi ha. Những gì Alex nói đó, cứ bỏ clear nhiều vô xí là các bạn kéo nó sẽ đẹp hơn. Nếu các bạn không bỏ clear vô thì khi những cái màu đậm các bạn kéo ra, hay là màu đen thì các bạn kéo ra, thì nó sẽ bị cover tất cả những món hết đó. So when you guys do ombre, remember put more clear in the powder, so it's easy you guys can do the ombre, because it not mess up. And the second thing, when you guys put it out, it's very smooth. So okay, so right now Alex sẽ start doing ha. Đó. Thì hôm nay Alex sẽ dùng cái màu của công ty Alex, đó là màu nude pink. Màu nude pink. Đó. Thì Alex sẽ link hết tất cả ha. Thì ngón này Alex sẽ làm smile eye, cái ngón này Alex sẽ làm marble, cái ngón này Alex sẽ làm ombre trắng hồng. Trắng rồi hồng. Còn cái ngón này Alex sẽ làm hồng trắng. Ngón này Alex sẽ làm trắng hồng. Trước khi mà Alex làm, các bạn cho Alex lấy cái máy coi cái comment này. Là nhiều bạn hỏi mà lại không có thấy được. So you guys wait a little bit so I can get my phone looking the comment. Okay, so I'll do. Okay, I see right here. You welcome nha. Okay. Thì những bạn nào mà muốn, còn cái set bột của 200 màu của công ty Alex đó là vừa mới ra thì 2 ngày đã hết rồi. Alex cũng thay mặt cảm lời ơn những bạn đã ủng hộ cái set 200 màu của Alex rồi. Còn những bạn nào mà chưa có thì các bạn có thể lên website order theo cái kiểu mà recorder, giống như là mình khi nào mà ví dụ các bạn order, các bạn đặt hàng rồi khi có hàng Alex sẽ ship ra ha. Rồi có một cái nữa thì Alex cũng muốn nói trên website, nói trên cái line này là cái chai dip số 2 của Alex á, là có cái chai dip số 2 á, thì nó có hơi là cái cọ này nó hơi bị thưa xí. Thì Alex cũng muốn nói thẳng với mọi người là công ty Alex sẽ đổi lại cái cọ đó, thì một cái tháp bình như vậy thôi đó. Thì Alex cũng muốn nói thẳng trên cái like luôn là Alex sẽ đổi lại cái cọ khác, có nghĩa là cái cọ màu trắng. Tại ngày xưa Alex đặt hàng là Alex quên đổi cái cọ này đi, nên cái keo thì nó rất là good, nhưng mà cái cọ này nó hơi thưa, nên Alex sẽ làm lại cho cái cọ khác, hoặc là Alex sẽ đặt công ty làm riêng, là khi mà Alex ship hàng, các bạn chỉ rút cái cọ ra, các bạn đẩy cái cọ vô thôi. Đó, thì còn không nữa thì các bạn nào mà có chai top coat của Alex đó, các bạn có thể lấy cái cọ của Alex này. Các bạn lấy cái cọ này các bạn làm luôn, các bạn lấy cái cọ này đó, cái cọ mà Alex tính đặt cái loại này, nhưng mà Alex nghĩ là quên đi. Nên đặt cái cọ này, nên đôi khi các bạn làm dip thì nó hơi khó xí. Thì các bạn lấy cái cọ của Alex đó, cái top nha. À, thì Alex cũng muốn cũng giống như là cái nhận xét, mà Alex cũng muốn nói trên cái like làm gì để cho những bạn nào mà có trường hợp như vậy hả, đó cái là mình để xử lý tình huống. Ok, rồi bây giờ Alex sẽ làm màu nút khi là màu corona ha. Rồi bên này Alex sẽ có cái thằng này nữa đó, rất là đẹp ha. Rồi còn cọ mà số 14, 16 với số 18 thì giữa tháng này công ty Alex sẽ ra ha. Giữa tháng 9 nha, có thể là giữa tháng 9. Có thể giữa tháng 9 hoặc cuối tháng 9 thì Alex sẽ báo sớm cho mọi người biết ha. Đó, cái cọ bây giờ Alex đang dùng cọ số 14 của Kigo này. Đó. Thì các bạn thấy những cái cọ mà sau này của công ty Alex nó rất là good hơn, nó cực kỳ mướt hơn. Tại vì Alex đặt cái custom. Ok, rồi bây giờ Alex sẽ đắp cho mọi người xem ha. So Alex, do you make it better? Yes, it's cool. Of course. So please instantly
Okay, so I just talk about my product, so changing a little bit. Okay, so right now I do the smile light first. Okay, bây giờ Alex sẽ làm cái phiên ngoại quay trước ha. Thì trước khi Alex làm phiên ngoại thì Alex sẽ làm cái thằng này trước là ombre. So Alex sẽ do quay trước. Này. Vì khi các bạn thấy đó, khi mà cục bột lấy lên mà các bạn thấy nó như vậy đó, có nghĩa là nó rất là good. Đó, có nghĩa là nó chín liền. Đó, nó không có bị đơ. Alex sẽ bỏ lên này ha. So I have to hold a little bit right here and push down, you guys see it. Okay, Alex sẽ để nhau. Tap is very gentle and make the cycle a little bit. Đó, thì Alex sẽ làm cho nó cong một xí nha. Để Alex cắt cái tiếng nữa. Okay, so Alex sẽ push down. And right now, Alex sẽ put mixture between right here ha. Để con cho nó càng mỏng lên. Các bạn nhớ nha. Các bạn càng làm càng mỏng ở trên cái cuticle thì cái ombre nó sẽ lá càng đẹp. Nhớ nha. Và các bạn chỉ dùng hai đầu của cái cọ là gì? Các bạn chỉ dùng cái thân cọ ép cái bột xuống ra là thôi. Đó, dùng thân cọ ép bột xuống. Đó, ép bột xuống. Đó, dùng thân cọ ép bột xuống. You guys see it? And this side too. Thấy không? So, các bạn thấy không? Các bạn chỉ dùng cái thân cọ này nhiều. So, you guys please share my video on my video so for everyone can see the same time. Okay, các bạn thấy không? Nó xong rồi. À, bước kế tiếp là Alex sẽ làm gì? Alex sẽ put này, nếu mà các bạn thâm xem các bạn bột mà nó không kịp các bạn có thể lấy tay put nhẹ như này. Sometimes the powder you try it quickly, you guys can put a little bit hand in there. So make sure all the shape straight. Sorry mọi người nha. À, bây giờ nha, so when you try ready, so I can do the, what is it? I can do the soft white nha. So bây giờ Alex sẽ làm thêm một tóm bên này nữa, soft white. So I put right here. You guys see it? And sand style is super thin, not really thick. Đó. Bây giờ là sẽ vuốt ra mỏng ở đây thôi. Các bạn đè mạnh ở trên này cho Alex nha. Khi xuống các bạn kéo xuống này. Khi các bạn kéo xuống các bạn sẽ dùng gì? Thân cọ. Đó, dùng thân cọ nhiều hơn là mũi cọ. Tại vì các bạn dùng mũi cọ thì bột nó sẽ không đi. You guys see it? Using the belly brush, so much the powder is come out is more fast and more strong. So and when it come out ready, perfect. And you guys circling right here. Đó. Đây nè. Đó, thường thường á, mà các bạn làm móng dài mà nó khó quá thì các bạn sẽ đắp hai nút một lần thì cái độ mượt nó sẽ đẹp hơn. Đại khái vậy ha. So, anh bôi nước pha mờ hay nước đính đá hả? Cái nước mà Alex bôi là cái nước pha mờ nha. Cái nước đó nha. Rồi bây giờ Alex sẽ put on ray. Okay, so you guys can see what I'm doing. So hold right here 3 seconds. Okay, and keep the powder is smooth. Don't touch too much strong. Okay. Okay, 1, 2, 3. Đó, nhẹ nhàng thôi. Đó. Thì cái ombre nó là các bạn thấy không? Đó, nhẹ nhàng thôi ha. Rồi, put lip is right here, must stand out là. Đó, it's very slowly, not too much strong. Okay. Welcome to your mess up all way. Okay, thank you, thank you. Okay, so right now I'm not doing that, so I put the second one. So you guys don't have to do the two one time, okay? And put the second time right here. Hold a little bit. Make the shape is perfect. Okay. Cut it down. Right here too, move it down. Các bạn thấy không? Đó, nhẹ nhàng. Rồi các bạn put xuống luôn. Đó. Thì khi các bạn mà làm cái móng dài á, các bạn muốn có được cái độ cong mà khi mà nó không kịp á, thì Alex Rocket Mai á, thường thường các bạn đắp hai cục á, thì cái tỷ lệ của mình chiến thắng nó sẽ nhiều hơn là một cục. Tại vì á, một cục mà móng dài á, mà các bạn bỏ lên không kịp á, thì ví dụ như Alex nói Alex xài nước EMA đi, nhưng mà các bạn xài nước MMA thì các bạn phải bắt buộc xài hai cục. Anh hỏi bôi nước pha môn hay là nước đính đá, anh không hỏi bôi nước pha mờ, anh không bôi nước pha mờ hay nước đính đá à? Alex bôi đấy nhá, nãy Alex bôi cái đầu tiên lúc Alex làm live rồi đó. Thường thường á thì cái tay này Alex làm demo thôi, rồi bây giờ Alex sẽ làm cho cái thằng này này. Thường thường á Alex nói nó tùy theo ngón tay nữa, nếu mà mình các bạn link good á sẩm tham Alex cũng cần bôi pha mờ nữa, không cần bôi pha mờ nó cũng chắc nữa. Ok, nhưng mà thường thường thì mình phải bôi đó. Ok, rồi bây giờ Alex sẽ làm theo cái shape chắc các bạn coi ha. Thì this one I do next video and this one I do ombre. Okay, so okay, bây giờ Alex sẽ làm cái ombre ngón thử ha. So this one I put it on. Đó, giữ 3 giây cho Alex này ha.
Đó. Khi mà bột nó đang chảy gì ấy, các bạn đừng có vuốt liền nhé. Này các bạn nhìn này, nó lại vuốt không? Này, nó đang ướt gì đừng, nó đang mà đang chảy gì ấy, các bạn đừng có vuốt hai cái sai. Còn thấy tự động nó ra này, nó rất là mượt. Yeah, tự động nó ra rất là mượt. Okay, you guys see it. So when the powder is to sweat, remember don't touch too much strong it, because make the powder they mess up more easy. So next, I put the second ball right here. Hold a little bit, you guys see it. Not too much strong, okay? And sit it down. Khi nằm xuống này, các bạn vuốt ra luôn. Các bạn thấy không? Thì cái con vuốt ra liền đó, thì nó sẽ nối liền vô. Còn nếu mà các bạn vuốt chậm quá, thì nó sẽ khô. Thì nó sẽ bị khô, nó sẽ bị gắt cái cục bột liền. Nhớ nha. So, when you put the second ball, you guys up it up close to cuticle, and you guys have to much fat a little bit. Cut, make sure the powder, they connect the first pin you guys apply. So make sure they connect together. Huh? Còn thấy không? Thì các bạn tạo được một cái độ cong của cục nail ha. À, lần này là lần màu, lần đó khách đến yêu cầu màu trắng bắt buộc mình phải xử sạch đít, đúng rồi. Thì mình phải vũ ra thôi, thì tùy theo cái mình deal ha. I need you to train me, so I've been business it 30 years very fashion still, but some reason I can't make big like my name. Like big because it 30 years work never is really. Yeah, I think you can update a lot because right now, I think because it doesn't matter how long you do. But right now a lot new pattern come out, so you have to follow up. So, and the second thing you guys have to do like buy the product, you know, for right now, and you can upgrade for your business, because when you know how to do it but you don't have the product, how you can do it? So that's why you have to buy a product. Doesn't matter where you buy, but you have to buy it, and you do every day, and after that you have a lot of idea. So when you do it, so okay, đang làm coaching website có nhiều pin nữa. Cái này là nút pin nha. You guys see it, it's crazy. Okay, rồi bây giờ Alex sẽ làm. And right now I do this one. I do it the soft white. Okay, so I do the pin first. Cái này thì Alex sẽ làm pin first ha. Này, you guys see it. So Alex cut hole right here, 3 seconds, and push down. You guys see my powder is stay right there and not moving. Oh my god, so cute, huh? Okay, so right now I move stand down quickly little bit. Okay, so quickly. So this one maybe I do a 2 ball because like I get very tiny little, so I let lấy ít quá. Để let lấy thêm cục pin nữa nha. Cho bạn biết là mỗi lần mà Alex làm live nên các bạn có nhiều bạn đôi khi thông cảm cho Alex nha. Tại các bạn biết á, một mình khi mà mình làm một cái live, mình không có làm live thì nó dễ lắm. Tại mình tập trung một điều á, với thứ hai mình vừa làm đây rồi mình vừa nói trên live, rồi mình vừa nhìn tin nhắn, rồi mình vừa trả lời, nên nó làm cho mình nhiều cái phân vân lắm. Nên đôi khi các bạn cũng cố gắng thông cảm cho Alex nha. Có đắp clear hả? Thì tùy thôi em, thì tùy thôi. Ví dụ như mà em làm mượt ra rồi thì em cũng cần phải đắp clear ha. Nói chung là tùy cơ ứng biến. Đó, ví dụ đại khái là đắp thin này. So if I do it super thin like that, so I can make a little bit smaller. So I do the first one right here. Này, Alex sẽ làm 2 cục. Này, Alex sẽ kéo ra ha. Đó, kéo nhẹ thôi. Đó, you guys see it. And right now I put the second one. So, thường thường á, mà là chỉ ví dụ các bạn làm mỏng quá thì các bạn có thể bỏ clear lên, đúng không? Còn nếu các bạn làm 2 cái thì các bạn không cần phải bỏ clear lên. Yeah. Bây giờ Alex sẽ bỏ thêm một cái nhỏ lên này. Đó, thì cái soft white thì nó hơi khó đắp hơn là cái pin. Nên các bạn phải kéo nhanh hơn xí nha. Cái trắng á, nó mau khô hơn. Các bạn lưu ý nha, cái bột trắng nó sẽ mau khô một white. À, các bạn thấy không? Thì nó sẽ là cái ombre ngược lại. Ha. À. Anh dùng cỏ số mấy ha, sư phụ mà hi. Ok, thank you chị nha. Thì nói chung thì Alex chia sẻ những cái gì mà các bạn thấy nó có ý nghĩa, và thứ hai là các bạn thấy mình giúp được cái gì thì mình cứ giúp và mình cứ share. Thì cái nguyện vọng sau này Alex cũng muốn như mọi người thì các bạn có làm được thì Alex hy vọng các bạn share cho những người đến sau nữa, tại vì những người đó họ cần sự giúp đỡ. Ok, rồi bây giờ Alex sẽ làm cái pin nha. So right now I do the smile light right here. So this nail. Ok, so this one and this one is a little bit comfortable. So this nail. À, Alex sẽ hướng dẫn cho mọi người cắt nó càng cong hơn nữa. Và cái thứ hai nữa, đây là cái marble của cái móng natural này. Thường thường làm cái này thì các bạn nhớ phải lấy màu pink nhiều hơn màu trắng, tại vì để cho nó hiện lên một xí là có cái marble. Còn nếu các bạn lấy ít quá thì nó it don't see too much. So
Cảm ơn sự nhiệt tình của bạn, thank you nha. Rồi bây giờ Alex sẽ bỏ thêm xí nước này. Thì cái cây này thì Alex hai Harry Lâm. Ok. Rồi bây giờ này Alex sẽ bỏ một xí nước này. Thường thường á nhiều bạn á tại sao mà cứ làm mà bỏ nhiều quá, tại vì Alex phân tích á đừng có bỏ nước nhiều quá, bỏ vậy là ok rồi, các bạn thấy không? Các bạn bỏ cái cọ xuống này là lấy dừa luôn, là các bạn không cần phải canh. Tại vì những người lâu năm họ đổ nước nhiều á, tại vì họ làm quen rồi. Nhưng những bạn mới vô nghề đừng có đổ nước nhiều quá. Thứ nhất á là các bạn chưa canh được á thì tốn nước của chủ. Và cái thứ hai nữa là nó chảy tùm lum hết. Đó, nhớ nha. Và thứ ba nữa là các bạn hít rất là nhiều, mà hít rất là nhiều các bạn cũng biết á, là làm nail mà hít nhiều quá thì đôi khi một ngày mình có 15 giây là tẩu hỏa nhập ma ha. Đó. Thì bây giờ Alex sẽ làm cái smile like các bạn coi ha. Đó thì Alex sẽ hai kim tuyến này có thể ngày mai về nha, mai mốt nữa là về rồi nha. Nhiều bạn đang săn luôn. Đó rồi. Bây giờ Alex sẽ làm cái pink and white nha. Harry Lâm coi luôn này. Bây giờ Alex sẽ lấy cái pin bỏ lên này. Cái pin Alex bỏ lên. Thì thường thường á thì các bạn muốn làm pin and white mà cắt cho nó cong và sắc sảo xí, các bạn nhớ phải làm cho Alex cao một xí, thay vì double 3D thì các bạn làm cái pin này phải được 4D. Đấy. Alex sẽ bỏ lên 3 second. And push down, you guys see it. And push it up in cuticle is very gentle. Don't touch too much strong, okay? So, and have to hold like that. Make the powder not moving. And you guys have to move the powder in the middle side. Có nghĩa là các bạn phải làm sao cái bột mình nó nằm ở giữa nhiều. Để làm gì? Cố tình làm cho nó cao lên. Và chập khi các bạn nối cái thằng ấy ra thì nó sẽ có độ cong ha. Đấy, and clean the cuticle a little bit. And very gentle, not too much strong. Okay, and very gentle. And after that, you guys tap in the left side and right side a little bit. Make in the middle side it thick a little bit. Okay, so and send it down. Đó, nhẹ nhàng thôi nha. Nó mịn quá. Mịn quá là dễ vỡ lắm. Đó. Các bạn thấy không? Đó, khi mà các bạn làm sao mà cho ở giữa này nó cao lên xí nha. Đó, là đang cố tình làm cho cao này. Đó, thì nó phải làm ở giữa cho nó độ nhu lên. So that's the way how you do the pink and white. Rồi bây giờ Alex sẽ cắt. Thì thường cắt các bạn phải đợi cho nó khô xí nha. Tại vì nó chưa có khô là các bạn cắt nó sẽ bị méo cái shape liền. Thì thường bột nó lâu khô thì các bạn có thể dùi cái còi này cho nó khô cho các bạn làm thêm vài lần này. So make the powder to dry quickly. So right now what you doing with the smile line, các bạn nhớ là phải cắt cái tim bự hơn xí. Thường ví dụ khách hỏi you want right here, ask customer before you guys cut it. You want right here, if customer they don't want it, you guys can cut more. Because sometimes you cut it and customer, it's too really big. So after that, you guys cut ready. So you guys have to do again. So, thì các bạn phải hỏi customer ha. Này, Alex sẽ để vô này. Cut it. You guys see it? It's down. You see? And right now, what you doing? So I get another size. It's bigger, huh? Alex sẽ dùng một cái size ở bên này. Must curl a little bit more. Alex sẽ làm một cái size bự hơn xí nữa. Bự hơn xí nữa. Các bạn nhớ nha. So, make sure you guys cut very deep for me. And this side too. And this side too, remember cut is very size. Các bạn thấy không? Cái pink and white nó sắc sảo không là nhờ cái độ cong của hai bên này nha. So, if you want the pink and white is more perfect, it's smile like, you guys have to cut clean right here. You guys have super, super clean. So, make sure the powder right here is super clean, because later on you guys can apply the white powder. And when you guys file, you guys can see a little bit of the white right here. So, if the pink powder stuck right here a little, you guys put the white in there. And later on you guys file it, you guys lose the white smile right here. And you guys see the little pink, because the pink is still half in there. Các bạn nhớ nha. Ok, anh có dùng máy hút bụi cho nail không? Có em, cũng có em. Alex quê ở đâu hả? Alex là người quê ở Sài Gòn, ở Vũng Tàu nha, nhưng mà Alex sinh trong Nam. Nhưng mà Alex là người miền Trung. Ok, rồi bây giờ Alex sẽ hướng dẫn cho mọi người làm cái quai này này. Ok, so right now I can show you guys how to do the white. But before I do it, so when you guys do pink and white, remember you guys can cut this one done. And you guys can do another nail, because when it's too wet, if you guys put the white powder, they mess up the white, the pink white, it's easy. Các bạn nhớ nha, các bạn phải đợi cho nó khô xíu, các bạn làm cái ngón khác.
Còn các bạn làm liền á, thì các bạn sẽ làm cho cái pin mình nó chưa khô, nó sẽ bị nhão, và khi bị nhão mình đắp lại lên á, nó sẽ làm cho cái pin mình nó không được sắc sảo nữa. Đó, lưu ý nha. So right now I do the marble right here. Đó, and when I do marble, I get the clear and white clear. You guys see it? And push down. Make sure. À, mình sẽ lấy nhiều hơn xí nha. Wow, so pretty. So pretty. Alex sẽ bỏ ra xí nha. Các bạn thấy không? Thì Alex sẽ làm cho cái shop white nó đậm xí nha. And after that, Alex sẽ bỏ thêm xí thằng đi lên. Đó, Alex sẽ lên. It's very slowly. Wow, it's so pretty ha. Mình cứ làm cho nó tự nhiên ha. Cái marble. Đó, and after that, I put a little bit white. White. And soft white. Nose. Này, các bạn thấy không? Cứ làm cho nó đặt xuống từ từ đó. You guys see it? It keep run natural. And don't touch too much strong. Okay. So right now Alex sẽ bỏ một xí gì vô. Alex sẽ lấy một xí clear vào. Thì thường thường á, thì cái marble các bạn biết á, nó phải lỏng. Thì nó càng kỳ lỏng á, thì cái sự marble nó come out nó sẽ đẹp hơn nha. Lưu ý một điều cho Alex nha. Thì các bạn nhớ phải cho nó lỏng lỏng xí. Okay. So right now I put the clip it clear right here. So what I'm doing, I stand right here a little bit. Make sure I put the clear powder, the sparkle leader. Cái sparkle leader nó đẹp lắm bạn ơi. Đó, thì các bạn thấy không? Nó đẹp lắm. Trời ơi, dễ thương quá vậy à, thấy không? Nó rất là đẹp. Đó, thì những bạn nào mà muốn cái này thì trong tuần này về nhá. Trong tuần này về thì Alex sẽ post lên website cho các bạn mua ha. Đó, tại vì cái những cái này là Alex mua về thôi, Alex mix lại. Nói thẳng là như vậy. Alex phối cái màu để cho nó cái phù hợp với cái bộ nail. Thì mấy hôm nay các bạn thấy cũng có nhiều cái bộ nail mà Jimmy Smile Fox lên á, những cái cách phối màu á, thì chập nó là sẽ cho các bạn con số để khi các bạn mua màu về á, cái màu 200 màu về các bạn có thể phối ra ha. So you guys see it, it's crazy ready. So Alex không muốn bỏ nhiều quá ha. Máy hút bụi tại vì anh thấy nói được giọng miền Trung ok em ha. Giọng miền nào cũng được hết. Alex cũng nhái được, có nên Alex cũng có thể nhái được ha. Nhái đôi khi cũng dễ bị ăn đòn lắm. Giỡn thôi. Giọng Bắc thì Alex cũng nói được. Giọng Quảng Nghệ thì Alex cũng nói được. Cho mượn 2 ngàn thôi, ngày mai trả lời cho. Ok rồi, bây giờ Alex sẽ làm cái ombre này nha. Cái phiên ngành quay này. Nhìn nha. Thì khi các bạn làm cái quay này thì các bạn lưu ý cho Alex một điều là phải làm cái quay đậm hơn xí. Đừng có làm soft quay. Cái soft quay thì cái bộ nail mình nó không được trỗi nổi cho lắm. Ok, các bạn thấy không? Này, Alex sẽ bỏ lên. Push up in cuticle ha. Lấy cái mũi cỏ đẩy lên. You guys see it, and push up the cuticle and super clean down like that ha. Đó, tiếp tục mình sẽ bỏ cái thằng nút lên. Đó, you guys see it, thấy không? Nó phải loang tự nhiên vậy đó, thì cái độ white nó sẽ là đẹp hơn. Còn thấy không? Đó, nó phải để cho nó tự nhiên vậy. So you guys see it, when you guys do ombre, you guys make sure the powder is very square, because it's square is much ombre, the marble is stand out is more pretty. And this one too, I get a little bit white and a little bit nude white, and I push right here. Oh my god, and put stuff in left brush. You guys see it? Oh my god, so pretty, so sexy. Các bạn thấy không? Xong đúng không? Rồi Alex, bây giờ Alex sẽ add cái kim tuyến vô này nha. Đó, thì Alex sẽ bỏ một xíu kim tuyến vô. Đó, các bạn nhớ nha, phải bỏ cho cái... Mình nói chung ở trong cái nail là các bạn phải phối sao cho nó bắt mắt. Và nó phù hợp với những cái khía cạnh mà khi còn phối màu. Các bạn thấy không? Đó, rất là đẹp ha. Đó, khi xong rồi các bạn chỉ bỏ cái gì vô? Các bạn giọng lăng quăng. Giọng lăng quăng. Giọng lăng quăng, tức là Alex nói là giọng lăng quăng nữa. Đó. Steven bỏ cái nào cũng chọc Alex hết. Đó. Ok rồi, bây giờ Alex sẽ bỏ vô nha. You guys see it? And when I done, I apply a little bit clear powder. Make sure I cover every nail. Because các bạn nhớ nha, các bạn phải làm cho cái bột của trong các bạn là một đi thôi. Tại vì các bạn phải làm cho nó mỏng để các bạn apply clear lên. Để khi các bạn apply clear lên thì khi cái marble và kim tuyến ở dưới nó sẽ đẹp hơn là khi các bạn đắp dày quá. Tại khi các bạn đắp dày quá nó đẹp, nhưng các bạn biết không, nếu mà các bạn không cover clear trên thì chập nữa các bạn sẽ dũa ra, nó bị mất hết cái đường đẹp của mình ha. So you guys remember, you guys do super thin in the side. So you guys do only 1D because you guys can attach some the sparkle leader in there. After you guys attach sparkle leader, you guys can apply a little bit clear powder in there. You could make sure you guys cover everything. And later on you guys put the what is it? The top coat. So the nail is come out is more sexy and very sexy.
Alex đặt idea, ok thank you chị ha. Thì đó là những gì mà Alex muốn chia sẻ cho mọi người. Thì Alex hy vọng qua những cái live video cũng giống như mọi người, bản thân Alex cũng là một người rất là học hỏi. Tại vì cái nghệ thuật này á, là con cái á, là không ai hơn ai hết. Tại vì nghệ thuật là không bao giờ ngừng học hỏi đó. Nên cố lắng mình phát triển, mình chú ý, thì Alex nghĩ là mọi người ai cũng sẽ làm được hết ha. Đó, các bạn thấy không? Đó. Và nên nhớ Alex cũng dặn một câu là đừng bao giờ nói câu mình sẽ không làm được. Cái câu đó là mình không nên nói. Tại vì mình nói vậy là coi như là mình đang hạ thấp bản thân mình ha, cố gắng lên. Tại vì ngày xưa Alex đi qua một cái tiểu bang, thì Alex lúc Alex chưa có xe. Rồi Alex đi, các bạn biết ngày xưa mà tiệm mới mở mà bỏ cái tờ đơn, tờ fly lên xe á. Nó bỏ mấy chiếc xe để quảng cáo tiệm nail, để quảng cáo chân vô. Xong rồi Alex thấy có nhiều chiếc xe, thì lúc Alex chưa có xe Alex nói: ông chủ trời ơi, biết bao giờ mình mới mua được chiếc xe. Rồi ông kia ông mới nói một câu này: cưng đừng bao giờ cưng nói vậy đó, cưng sẽ cố gắng, cưng sẽ có đó. Nên Alex cũng hy vọng giống như nail vậy đó. Cố gắng làm thì các bạn sẽ làm được ha. Ok rồi, bây giờ Alex sẽ dũa cho mọi người xem thử ha. Đây là cái kim tuyến màu này này, cái kim tuyến này này ha. Rồi đúng rồi nhé, thank you, gọi từ Đức. Còn những bạn nào mà ở ngoài nước á, thì các bạn có thể gọi vào công ty Alex nha. Thì công ty Alex sẽ có những cái suất ship qua những các nước khác, đại khái như Thụy Điển, Pháp, rồi Đức, rồi UK. Những nước khác Alex đều ship qua được hết. Đó, thì những bạn nào mà mua cái số lượng nhiều á, thì có thể bên công ty sẽ cũng giống như sẽ cố gắng là chịu một nửa tiền ship cho những bạn nào mà mua số lượng nhiều đó. Thì các bạn có thể gọi vào công ty ha. Đó. Rồi bây giờ Alex sẽ dũa cho mọi người xem này. Các bạn thấy không? Đó, khi mà xong rồi các bạn nhớ phải lấy thịt của mình banh ra, chứ không được lấy tay của mình banh ra. Tại vì Mỹ trắng, Mỹ đen hay Mỹ đôi khi họ không có đau đúng không? Nhưng mà Mỹ trắng họ rất là đau, nên cái thịt họ rất là mỏng. Và cái thứ hai nữa, các bạn phải cẩn thận khi các bạn dũa, mất đứt cái thịt của người ta dưới này nó rất là đau ha. Nhớ là lấy cái tay ép vô, chứ không được lấy cái dũa đè xuống. Tại vì when you guys get the file, you guys push down, it's easy you guys cut the skin. So you guys have to get this hand, move a little bit in the right side and left side like that. So you guys never cut her skin. So, đó là cái cách mà các bạn phải dũa xếp sao mà không có bị đau khách. Và thứ hai nữa, các bạn không bị, ví dụ muốn dài, các bạn sẽ giữ cái tay này, you guys see it. And móng này các bạn làm qua bên này, you guys see it. So, move to this side and left side like that. So you guys do it very gentle on customer. Các bạn biết tại sao có nhiều người họ không có làm nail đẹp lắm, nhưng mà họ có cách để biêu khách. Có nghĩa là đôi khi Alex nói trong cái ngành này, nó đôi khi làm là một chuyện, nó có năng khiếu là một chuyện nữa. Nhưng mà nếu mà các bạn biết cách mà nhẹ nhàng, Alex nghĩ cái service cái nhẹ nhàng á, thì khi người khách đến á, họ sẽ yên tâm hơn là cái mà làm đẹp và mạnh tay. Thì họ không có feeling được cái sự mà giống như an toàn. Thì lên qua mà nhiều bộ nail Alex làm thì Alex thấy á, cái sự nhẹ nhàng là khi người khách tới họ rất là yên tâm. Nên cố gắng các bạn làm sao mà nhẹ nhàng á, thì Alex nghĩ cái phần trăm các bạn sẽ thắng nhiều hơn. Đó, đẹp là ví dụ đôi khi những người có thể là họ có năng khiếu thôi. Nhưng mà nếu mà mình nhẹ nhàng, mình nhẹ nhàng thì Alex nghĩ các bạn sẽ build rất là nhiều khách ha. Đó, nhưng các bạn đừng có nản. Đó. Rồi cái thứ hai Alex muốn chia sẻ nữa là đại khái như là nếu các bạn thấy không, giống như trong cái nghề cho mình á, giống như bản thân Alex với bạn đi đúng không, thì có thể là mình nhìn ra được cái nail đúng không, nhưng mà khách họ nhìn không ra được cái shape. Tại giống như đôi khi các bạn dũa hơi méo họ cũng thấy thẳng nữa. Thì bản thân Alex chia sẻ thì có nghĩa là gì? Nói chung là mình nhẹ nhàng, mình làm như vậy thì Alex nghĩ mình vẫn có khách. Đó, mình vẫn có khách. Còn nói gì mà làm những cái nail art này, tất nhiên nó phải có tham. Nó phải có tham nhiều hơn rồi, đúng không? Đó. Rồi, đó các bạn thấy không? Khi còn dũa này, các bạn sẽ angle cái nail, các bạn thấy không? Angle cái nail giữ cho Alex này. So much the shape is more straight for me and this nail too. Các bạn phải dũa sao mà cách mà để Alex tiến hóa sao để cho hai cái shape này bằng nhau là các bạn để cái dũa đây này. Các bạn liếc qua bên này cái, các bạn liếc qua bên này cái mà các bạn thấy cái thằng pin trắng bên này nó cao hơn, có nghĩa là các bạn dũa bên này cho nó vô xí. Còn các bạn để cái dũa ở đây này, các bạn để ngang vậy, các bạn thấy ô cái trắng bên này hơi nhiều, cái trắng bên này không thấy nữa, có nghĩa là trắng bên này cao quá. Đó là cách mà các bạn để cân được cái pin ngoài, bên nào cao bên nào thấp. Tại sao nhiều người cắt bên cao bên thấp? Tại vì đôi khi các bạn nhìn vậy các bạn thấy không được đúng không, thì các bạn để cái dũa ngang vậy, con đẩy qua đèn cái đúng không, con đẩy ngang qua đèn cái, con thấy này, thấy rõ rệt luôn đó. Nên đó là cái mẹo mà Alex chia sẻ cho cách pin hình quay đó. Alex nói các bạn dễ hiểu không?
gì hiểu đúng không? Thì just nail có ship nhé Nguyễn Tiến. Ok, hi Marie, Dolly, Ola có một ra. Cô em đi nail chú hiểu không? Thì là sẽ dũa vô. À, nên nói chung trong cái nghệ thuật này đó, nói chung mình làm được là một phần rồi, nhưng mà khi mình làm được rồi mình phải suy nghĩ làm sao để mình không có sử dụng cái tay mình nhiều. Tại vì á là biết đó, có nhiều người họ làm bột rất là giỏi nhưng mà sau này họ đau cái khớp ở đây. Tại vì ngày xưa Alex làm nail nhiều lắm, rồi Alex cứ không có suy nghĩ ra một điều á, tại sao cái khớp mình đi ở đâu quá. Thì Alex phát hiện một điều á, là tại vì mình làm, mình dùng sức nhiều quá, mình push cái tay mình mạnh quá, thì đôi khi thứ nhất là khách hàng họ đau, cái thứ hai nữa là mình sau này mình sẽ bị đau cái cơ này. Nên Alex nghĩ một điều á, mình làm sao mà mình dùng cái tay này, dùng hai ngón tay này này lục nhiều hơn, thì các bạn sẽ không đau những cái khớp tay này. Đó, thì đó là cái Alex muốn chia sẻ cho mọi người. Đó, ngày xưa Alex làm là có về túi về hoặc buổi sáng nó rất là nhức tay. Nhưng mà sau này Alex đổi qua những cái chi tiết thì Alex thấy nó khác biệt rõ rệt là nó không còn đau những cái khớp tay nữa. Đó, nên các bạn phải lưu ý nha. Và cái thứ hai nữa, tại sao nhiều người dũa và bị mất thịt ở đây mà không biết nguyên nhân tại sao? Có nghĩa là khi các bạn dũa, các bạn nhớ đừng có để tay cao quá. Để tay các bạn thấy không? Dũa này, nó lòi thấy dư không? Còn nhiều người để tay qua quá, dũa chặt dũa cái tay của mình luôn. Đó, tại sao mà bị đứt thịt như tay. Đó, đó là nguyên nhân tại vì để dũa cao quá. Đó. Thậm chí có nhiều bạn dũa nổi mà cái tay mà nó muốn xịt máu luôn, nó ứ máu ra luôn. Đó, rất là đau ha. Rất là đau. Đó. What happened? My Instagram, Facebook like. So. Đó, xong các bạn thấy không? Rồi bắt đầu Alex bỏ cái xếp vô này, Alex canh vô này ha. Đó. Thì nói chung những cái mà Alex chia sẻ rất là thực tế, tại vì cũng giống như mà mình làm được rồi, mình cố gắng mình làm sao và mình không có bị đau tay hay là bị đau cái khớp này nè sau này. Đó, tại vì những người họ đi trước thì Alex nghĩ họ cũng có rất kinh nghiệm rất là nhiều, thì các bạn có thể hỏi những người đó, họ sẽ chia sẻ cho mình. Đó. Đó, thì khi các bạn đau, các bạn về các bạn có thể lấy dầu xanh đó các bạn bóp, dầu bóp á các bạn mua ở trong mấy tiệm thuốc bắc á, của người Hoa á. Họ hay bán mấy cái thuốc bắc mà để bóp mấy khớp tay á, các bạn bóp nó rất là mau hết này. Các bạn thấy không, này mấy cái xếp các bạn thấy không, nó phải giống nhau hết này, nó phải sắc, thấy không, nó phải từ độ này độ kia nó giống nhau hết ha. Đó rồi, rồi các bạn thấy không, cái tay này nó nhỏ đúng không, thì Alex phải ép cái xếp này vô một xí để cho nó đều. Hai Mai Việt Hùng ha, hai anh Mai Việt Hùng. Đó, còn thấy không, xong rồi đúng không? Rồi bây giờ là chỉ dũa thôi. So you guys see it perfect ready. And right now I can file and put the chair and my customer they can go home and dancing tonight. And she can dance the song Lady Gaga. Khi mà các bạn làm cái này thì các bạn nhớ cho lại đó là bật cái số 15 nha, phải đủ tốc độ. À, nhớ nha, những bạn mới vô nghề này phải bật số 15. Dũa nhám là số 2, có nghĩa là yếu, còn dũa mà dũa láng là phải số 15 trở lên. Đó, thì những bạn nào mà chưa có cái máy này, những bạn như này chưa có thì có thể mua cái máy này. Đó, ở lên website này ta mua ha. Đó, còn dũa ra. Còn thấy không? Đó, các bạn sẽ thấy cái smile line mà khi Alex cắt ra này ha. Bởi vì khi Alex nói á, các bạn cắt mà hai bên sát á. So, when you guys cut in the left side and right side smile right here. It's perfect, you guys can see the smile is perfect. Ha. Các bạn phải cắt sao mà hai bên cho nó sát. Thì nó sát thì các bạn làm ra cái smile line thì nó sắc lắm. Cái này là nói chung này Alex học qua một người cousin của Alex. Thì một người cousin của Alex thì cũng biết bây giờ có làm cái tiêu bang Alex không biết. Anh ấy tên là Tommy Đoàn. Anh cắt finger ngoài rất là sắc. Thì Alex học từ cái sắc của anh ấy ra. Có nghĩa là anh ấy chỉ là hai bên này cắt này phải sắc. Thì Alex bật mí là cái mà Alex nhìn thấy được ở đó. Nên hình như là cũng có nhiều bạn biết anh Tommy Đoàn là cousin của Alex nha. Em cousin. Rồi bây giờ sẽ dũa vô này. Mấy cái dũa này cũng rất là hay, các bạn có thể làm cho cái sắc đây này ha, nó sắc lên. Ok, rồi cái thằng này cũng vậy luôn. Đó, các bạn không cần phải dũa nhiều ha, không cần phải dũa nhiều nữa. Cái thằng này cũng vậy, Alex sẽ dũa vài cái thôi. Thằng này cũng vậy, Alex sẽ chắc sơ qua một cái này ha.
Nhưng khi các bạn đắp bột đó, cố gắng á, làm sao mà đắp sao á, thay vì các bạn đắp nhanh quá hay là các bạn đắp lành quá thì các bạn đắp chậm lại một xí, thì cái từ cái chậm đó các bạn không có dũa nhiều thôi. Nếu các bạn đắp nhanh quá thì đôi khi á, nhanh quá thì nó không có được giống như chậm được. Tại đó là cái người ta nói là mình phải có cái sự là nắm, có nghĩa là cái sự mà mình vuốt, mình nắm rồi làm sao cho nó đẹp thì tất nhiên nó sẽ ít dũa hơn thôi, đó là điều tự nhiên thôi. Rồi các bạn thấy như vậy đó, các bạn thấy không, nó đều hết rồi đó. Xong rồi Alex sẽ bóc phở đó. Rồi Alex sẽ chảy khi nó còn xí ha, thì Alex sẽ dùng cái đầu dũa này. Thì những bạn nào chưa có cái này, các bạn có thể lên cái sao đời hơn cái này, các bạn chảy trong khi nó còn đó, chảy khi còn rất là sạch. À, cái thịt của con này rất là dễ, nhưng mà có nhiều cái thịt nó ấp á, thì các bạn đẩy ra thịt này, các bạn lại thích cái thịt các bạn đẩy nhẹ lên thôi. À, đẩy nhẹ nhàng lên. À, nhẹ nhàng lên. Trời ơi. À, cái thằng bên này như vậy. Thì những bạn nào mà chưa có cái màu này á, thì có thể lên có salad order ha. Thì cái màu này là cái màu nude pink ha, trong collection ombre của 15 màu. Rồi cái thằng này như vậy, anh sẽ dũa sơ qua thôi. À, các bạn thấy không? Anh lại rất là ít dũa, lại không có dũa nhiều đó. Tại vì á, những người khách đó, các bạn biết á, khi mà các bạn dũa nhiều quá, các bạn làm nhiều quá thì có thể đôi khi nó không chảy máu, nhưng mà các bạn biết á, khi mình tác động nhiều quá thì cái neo họ có thể là họ không có đau ngay tiệm, nhưng mà khi họ về nhà cỡ 2-3 ngày sau cái tay nó sẽ đau, cái móng tay nó bị đau đó. Tại vì mình tác dụng nhiều quá, mình banding nhiều quá đó. Thì mình cố gắng mình làm sao mà khi các bạn đắp bột á, các bạn cố gắng làm sao mà các bạn vuốt cho nó đẹp một xí, thì các bạn không cần phải làm nhiều quá trên tay người khách. Nó cũng là tiết kiệm thời gian cho bạn, cũng như là người khách họ cảm thấy thoải mái hơn đó. Tại có nhiều người khách đó họ không mang neo, nhưng mà khi họ mang neo xong mấy ngày sau tự nhiên họ bị đau, họ không biết nguyên nhân tại sao hết. Đôi khi có nhiều người khách họ kêu có thể là cái bột của mình nó không có tốt. Nên cái điều đó không phải nha, tại vì mình ban nhìn cái tay của người ta nhiều quá nên nó bị ê đó. Giống như mình tập thể dục như vậy đó, mình tập ngày đầu tiên đó thì mình không thấy đau đúng không, thì 2-3 ngày sau bắt đầu mình thấy tự nhiên cái cơ bắp mình nó đau đó, thì cái neo nó cũng vậy. Các bạn thấy không, xong rồi ha. Xong rồi Alex sẽ bỏ treo nha, nó sẽ dũa đây cho nó láng xí hả. So leave it drop right there, you know, so how much leave it smooth, it look like baby birds, you know, like baby bird right here. Alex sẽ làm cho nó smooth nha, like baby bird một xí nha. Wow, ơi nhớ đừng có đè nhiều quá nha. Xong ok rồi, bây giờ Alex sẽ làm đi gắn đá nha mọi người. Chị Yên ơi là chị Yên hay Alex hay Hoàng Nam Nguyên, Alex không biết Hoàng Nam Nguyên là ai luôn. Đây đây là bây giờ Alex sẽ phổi cho coi mọi người xem nha. Alex sẽ chỉ các bạn gắn đá của ngón tay này hí, và cái ngón tay này để gắn đá à, thì ngón đá này Alex sẽ mua ở trên website. Con thấy không à, cái màu rất là đẹp, dễ sướng quá đi. Ok rồi, bây giờ Alex sẽ bỏ đá lên hí. Thực tế thì Alex sẽ dùng ở đây và hột đá này nữa. Rồi Alex sẽ dùng một cái cò của Alex là cái cò để lấy liquid gel. Rồi cái thứ hai là cái hộp gel. Hộp dao đi đâu rồi? Rồi, mọi người chuẩn bị chưa? Chuẩn bị nhá, Alex sẽ đắp này. Thì Alex sẽ bỏ một xì đá vô nữa. Đâu rồi, có một bịch đá dễ thương vô cùng dễ thương đâu rồi. Đây là đá nhỏ, đá dễ dừa thôi. Đủ loại đá hết. Rồi Alex sẽ bỏ thêm một xí đá này vô nữa. Thì cái bịch đá này thì các bạn có thể mua ở ngoài ngoài đi gấu em. Đây là cái bịch này nha. Alex mua ở ngoài supply á. Thì để cái nào Alex tìm mấy cái đá này về, Alex sẽ bỏ gấp size cho bạn nha. Tại vì đôi khi Alex cũng muốn có nhiều bạn thì nói chung Alex cũng không có muốn bán lắm, tại vì mấy cái này thì các bạn có thể lên eBay, Amazon nó cũng nhiều lắm, hay là ở ngoài gặp sai, nhưng mà có nhiều bạn cũng có thời gian để đi mua thì cũng muốn Alex mua bỏ lên, có gì có thể Alex tìm Alex bỏ lên Alex bán cho luôn, còn order lần cho nó khỏe này. Alex build này nha, các bạn nhớ nha, phải build sao cho nó dày lên đó. Tại vì cái treo này á, nhiều bạn gắn không được, có nhiều bạn làm cũng không có được, có nghĩa là cái treo này nó đòi hỏi là giống như là các bạn phải calm down xí, các bạn không thể nào làm nhanh được hết, tại vì các bạn làm càng nhanh á thì các bạn sẽ bị mất sức.
đó, giống như liquid gel cũng vậy á. Tại sao nhiều người làm xong không giũa nhiều, nhiều người làm tại sao làm xong tại sao giũa nhiều? Tại vì cái người mà họ không đau, họ làm từ từ, họ build á, thì họ build làm sao cho nó tròn, nó cong hết á, thì họ không có giũa nhiều. Nên cái liquid gel cũng vậy, Alex góp ý á, là cố gắng làm sao khi bạn làm á, khách tham xí cho Alex thôi, thì Alex nghĩ nó ai cũng sẽ làm được hết. Cố gắng nha. Rồi bây giờ Alex sẽ bỏ cái thằng này lên. Nguyễn Hằng Thiên là ai nữa đây? Rồi Alex sẽ bỏ cái treo lên. Thì khi Alex bỏ cái top coat lên á, Alex sẽ quẹt rất là nhẹ. Các bạn nhớ nha, quẹt super super lightly, not do too much strong, because if I do too much strong, the mess up is more easy. So, and thin the side like that, make sure all the nail is straight for me. And right here too. Các bạn nhớ phải làm sao cho nó nhẹ nhàng thôi nha, không được làm mạnh quá nha. Rồi bây giờ Alex sẽ gắn đá lên này ha. Thì bây giờ Alex sẽ nhìn mọi người gắn đá mấy cái xếp bên này ha. Đây là cái nail này ha, thì Alex sẽ gắn. Ok, thì Alex có cái cây đá bên này, thì những bạn nào chưa có thì còn lấy cái đá này Alex sẽ gắn lên à, sẽ bỏ vô đây. Thì các bạn nhớ khi các bạn gắn phải build sau cái treo cho Alex là nó phải đủ độ dày nha. Tại vì các bạn build không đủ độ dày á, thì tất nhiên thì cái treo cái đá nó không lút được nữa, cái chân của cái đá thì nó sẽ bị chóc nha. Đó. Có nghĩa là các bạn vừa có cái đá đó, cái treo này có nghĩa nó hay gì, có nghĩa là ví dụ như các bạn gắn méo á thì các bạn vẫn sửa được. Còn mấy cái treo kia á, thì ví dụ cái keo các bạn gắn lên á, đi ví dụ như là nói cái những người họ gắn đá giỏi thì cũng nói rồi, còn những người họ không có giỏi á, có thể là họ gắn chưa có quen tay thì nó có thể bị méo. Nhưng mà khi bị méo thì các bạn họ không có sửa được, đúng không? Thì cái điều đó tất nhiên họ phải dùng một cái loại keo mua được, giống như đại keo cái keo này này thì các bạn có thể mua được. Thì các bạn gắn lên đó, bỏ lên tiếp tục cho lệch thành này cũng vậy luôn, bỏ lên. Trời ơi dễ thương quá bạn thấy không? Đó, tiếp tục xong là các bạn sẽ gắn cục tiếp theo. Cái bộ neo nhìn nó rất là sang ha. Rồi tiếp tục Alex sẽ gắn cái đá tròn. Tròn giống Alex vậy đó. Rồi tiếp tục rồi Alex sẽ gắn cái cục tiếp theo. Đó, thì mình cứ bắt nhịp Kennedy đặt neo chú please. Thì các bạn cứ bắt nhịp theo mà dán này ha. Rồi tiếp tục thằng này. Rồi các bạn gắn cái hột nhỏ hơn thì Alex sử dụng cái size nhỏ hơn. Đó, thì cái đây mình cái đá này các bạn muốn mua thì các bạn có thể lên website Alex ha. Alex có bán cái size nhỏ này, số 6, số 6, số 8, số nhỏ hơn nữa ha. Rồi bây giờ này, các bạn muốn gắn cái đá nhỏ này á, thì các bạn lấy cái keo này các bạn chùi cho Alex xí này. Các bạn chùi sạch cái này cho Alex rồi bắt đầu các bạn bỏ nha. Đây là cái mẹo này, các bạn chích nhẹ lên cái thôi để cho nó hơi dính thôi. Bắt đầu các bạn lấy đá lên các bạn rẫy vô. Đó, các bạn gắn vô. Đó, gắn vô. Đây là các bạn làm cái kiểu của chị Trích Lâm á, chị cũng làm rất là hay. Chị lấy cái keo xong chị chích vô cái cây á, xong chị gắn vô. Cũng rất là hay. Đó, bỏ vô cho Alex thấy không? Để thằng bên này cũng vậy. Thì mỗi người có một cái quay khác nhau, thì các bạn thấy cái quay nào nó hay nhất thì các bạn có thể học ha. Đó, cái quay của Alex thì nó hơi phức tạp một xí. Phức tạp xí có nghĩa là đó, cái thằng này bỏ lên. Đó, thằng này bỏ lên. À, các bạn thấy không? Đó, thì khi các bạn đính những cái đá lên thì các bạn thấy cái bộ nail nó sẽ detail hơn và nhìn nó sẽ đẹp hơn. Đó, khi mà nó không có gì hết thì nhìn nó rất là trống trải ha. Nhưng mà nhớ nha, phải phối sao cho nó phù hợp nha, chứ không phải là cái nào cũng bỏ lên nha. Bỏ nhiều quá thì nó chua mất. Đó, bỏ lên. Trời ơi, dễ thương quá nha. Can I see that nail too, please? Hai Alex cho anh hỏi hột xoàn đó, hột xoàn giọt nước chưa? Anh muốn order. Ok anh trai, cái hột xoàn này, hột xoàn giọt nước thì em chưa có nha. Tại vì em cũng tính lấy về bán lại nữa. Tại vì cái đá qua lệch đó là cái đá này loại cũng ok thôi nha, chứ không phải là squat kỳ thiệt nha. Tại cái đá squat kỳ thiệt đó là nó mắc lắm. Cái này Alex thấy xài cũng vừa túi tiền. Có nghĩa là một hộp vậy là ngàn tư viên có 12 đồng thôi. Alex thấy xài cũng rất là ok. Còn mà đá mà Waski là một ngàn tư viên là các bạn mua nó gần tới 40-50 đồng một ngàn tư viên lắm. Đó, thì tùy theo mọi người mua thôi, tùy túi tiền thôi. Còn Alex thì Alex xài cái này thì Alex thấy nó ok lắm. Đó. Tại gắn đá xịn là có nghĩa là cái độ sáng có thể nó good hơn xí. Nhưng mà cái cách gắn đá thì nó cũng có thể giống nhau thôi. Đó, có nghĩa là các bạn cũng phải gắn sao để cho nó last longer. Các bạn mua đá xịn mà các bạn không gắn đúng thì nó cũng chắc. Đó, nên cái cách gắn đá là nó đòi hỏi kỹ thuật rất là nhiều. Còn cái chất lượng có nghĩa là đá xịn thì nó sẽ sáng hơn. Đó, nó sẽ sáng hơn.
đó là Alex nói thực tế ha. Cha Alex cũng nói là cái đá này nó ôi trời ơi, nó sáng giống như Wasky hay là nó good hơn nữa hay là đại khái như vậy ha. Rồi bây giờ Alex sẽ đẩy nhẹ lên cái nữa, rồi Alex quay lại như này. Này Alex quay tay lại như này. Alex thấy nó đều chưa? Đó, Alex thấy nó đều chưa? Ok, chỗ này hơi xí ra này ha, Alex sẽ chỉnh sửa lại. Đó, cho nó đẹp. Rồi Alex sẽ bỏ vô cái đèn. Đó, bỏ vô cái đèn này. Ok, can you put right here for me? À, bộ này thì nếu mà lấy thì Alex nghĩ cũng cỡ giá đó nha. Tại vì nói chung á, cái giá là anh thua là do bạn quyết định thôi, do các bạn quyết định how much thôi, cho ví dụ Alex nói quyết định how much. Thứ hai nữa là tùy theo cái vùng các bạn ở nữa. Ví dụ như cái vùng nó rẻ tiền quá thì mình lấy giá ok, tại vì cái chỗ mỗi mức sống mỗi nơi khác nhau đó. Thì ví dụ như trên Hollywood ấy, có thể là bộ neo này tới 300-400 cũng có nữa, thì tùy theo mỗi nơi thôi. Với thứ hai nó cực kỳ khách á, họ ngồi đợi lâu hay không thôi. Ví dụ họ đợi lâu quá thì mình cũng bớt cho họ một xí, thì tùy theo cái giá mình quyết định đó, vậy thôi. Alex nói cái sự công bằng là do mình quyết định đó. Tại vì các bạn phải deal với khách khi mà họ làm, chứ không phải là các bạn làm xong rồi các bạn mới nói ở cái giá trước. Tại vì đôi khi có nhiều người khách họ không có biết được cái giá trước được. Ví dụ ngày xưa Alex làm bên Arizona thì cái bộ neo này Alex lấy cỡ 100 đồng hectare đó, thì 100 mấy hectare à. Nhưng mà cái ngày kia có cái người khách nó họ ở bên Hollywood đó, ở bên Cali qua, bắt đầu khi Alex làm bộ neo xong họ nói bộ neo bao nhiêu tiền, thì Alex nói 100. Họ nói bắt đầu người khách họ nói what, thì Alex nói ủa mắc lắm hay sao vậy, thì Alex nghĩ trong đầu mắc lắm hay sao vậy. Xong khách nói xong nó rẻ dữ vậy đó, thì tùy theo mỗi nơi thôi. Can you put the light for me please? Ok, các bạn thấy không, đây là dễ thương ha. Rồi Alex sẽ gắn tiếp tục ha. Rồi tại vì Alex sẽ bỏ vô cái đèn xí để cho mình sao không, khi mình chuyển qua cái tay khác á, cái đá nó cũng bị moving. Đó là cái cách mà các bạn làm gắn đá nha. Nếu mà các bạn gắn chi tiết nhiều thì các bạn phải gắn xong các bạn bỏ vô cái đèn cái cho nó scan, cho nó khô cái keo đi, thì scan trong vòng cỡ mấy giây thôi là cái đá nó không có move được nữa rồi. Đó là cái cách mà các bạn làm sao cho cái diamond nó last, nó không có bị chạy đó. Bởi vì sao? Tại nhiều bạn gắn đá mà các bạn không có bỏ vô cái đèn. Và nhớ thường thường các bạn làm móng dài á, bỏ đèn, bỏ treo, bỏ một ngón thôi. Có nhiều bạn gắn treo, bỏ hết treo luôn rồi gắn đá lần, rồi khi gắn cái ngón này xong rồi quên là cái tay này chưa có gắn, rồi bỏ cho đèn nó khô, đập nó khô cái tay bên này là khỏi gắn đá luôn. Đó, phải lưu ý điều đó nhớ nha. Đó, nên nói chung này tùy cơ ứng biến. À, trời ơi cái màu đẹp quá. So this nail is super super pretty sparkly. It's very very sexy. Cái kim tuyến này đẹp quá ha. Cái này mà coi như là baby one more time đám cưới lại thêm một lần nữa ha. Baby one more time đám cưới lại thêm một lần nữa. Ok rồi bây giờ này Alex sẽ gắn cái đá này lên. Đó, thì những cái kinh nghiệm mà Alex đi qua cũng giống như là, nói chung thì Alex nói kinh nghiệm Alex lấy từ đâu ra cũng từ những cái Alex làm nhiều rồi Alex có kinh nghiệm thôi. Đó, nên Alex nghĩ ai cũng vậy, mình phải làm nhiều thì mình mới có kinh nghiệm. Đó, thì mình sẽ thấy được cái mỗi cái cách làm nó khác nhau đó, tùy cơ mình ứng biến đó. Rồi cái này cũng vậy ha, Alex sẽ gắn vô, bạn thấy không? Rồi xong tiếp tục Alex sẽ gắn cục nhỏ lên. Thì bây giờ Alex sẽ nhìn qua cái tay này, Alex sẽ bỏ cái cục bự hơn xí nữa. Cái cục này này nó tròn tròn mập mập giống Alex này. Trời ơi cái cục này dễ thương quá đó, cục này dễ thương quá này. Đó, thì cái ngón này nó đã đẹp rồi đúng không? Các bạn thấy không? Khi Alex phối màu á, cái Sparkle Leader này này nó giống như thằng này. Đó, đó là cái cách mà mình phối sao cho cái bộ nail nó nhìn nó sang. Đó, nên các bạn nhớ nha. Màu đẹp là một chuyện nhưng mà mình phải phối màu sao cho nó đẹp nữa. Đó, nên khía cạnh là các bạn phải nhìn được cái đẹp. Thì khi các bạn nhìn được cái đẹp thì các bạn sẽ làm đẹp. Đó, vậy thôi, đơn giản. Rồi bây giờ Alex sẽ bỏ một xí cái thằng lên. So, thằng này vô ha. Thằng này vô nữa. Bỏ thằng này vô nữa. I think how many diamond right here? I think it's 2. So I forgot one more. So one more diamond. See? Put one more right here. Alex sẽ bỏ thêm cục nữa ha. Trời ơi dễ thương quá đi à. Còn thấy không? Bỏ thêm cục nữa ha. Rồi cục thêm này nữa. Nói chung thì mấy cái gánh đá này á thì các bạn thất tham thôi. Thì khi các bạn thất tham á thì Alex nghĩ có nhiều người khách họ sẽ chịu trả cái số tiền, sẽ chịu trả cái số tiền đó. Alex chỉ sợ Alex không có sợ khách khó, tại vì khách càng khó là mình càng giỏi nha.
khách càng khó mình càng giỏi. Alex chỉ sợ khách nó không có trả tiền cho mình thì không thôi. Lo sợ nó không trả tiền thôi, nó không trả tiền là hơi buồn. Bỏ lên xíu nữa ha. Rồi con theo và là chỉnh vô này ha, từ từ thôi nha. Đó, đừng có nhanh tay quá. Rồi bây giờ là sẽ bỏ thêm cục nhỏ vào nữa, cái này thì nó hơi chi tiết xíu nha. Đó, bỏ nhiều. Đó, bỏ thêm hai cục kia vô. Đó, bỏ thêm thằng này vô đây nữa xí nữa, thằng bên này cũng vậy. Đâu rồi cái anh này nữa, đẩy anh này lên. Cái treo này các bạn yên tâm nha, cái treo mà của Alet á là khi còn đẩy á nó lòi ra những cái đường rành, nhưng mà khi mà nó tự động nó mượt ra, tự động nó sẽ chảy ra, tự động nó sẽ chảy mượt ra hơn, nó không giống như cái treo ngày xưa Alet xài á, là nó bỏ lên nó bị sần sùi xí, nó cũng mượt nhưng mà nó có thể nó hơi khó xí. Thì cái thằng này nó hay cái là nó đẩy treo lên cái tự động nó hòa tan với cái treo luôn. Rồi bây giờ này Alet sẽ bỏ cái thằng này vô xí này ha. Alet sẽ đẩy đấy ra. Đó, mình chỉnh cái xếp nha. Các bạn biết á là khi mình để xong á là mình phải xoay cái tay lại nữa để mình chỉnh cho nó đều ha. Đó, tại vì có nhiều người khách họ nhìn cái góc cạnh đó họ nói cái tay sao nó méo, ở đây mình bị méo. Nhưng mà mình cứ đứng cãi với khách làm gì, đúng không? Mình cứ quay đã. Mình cứ quay và thử nó có méo không đã. Xong mình cãi. Put the light for me please. Nhớ nha. Mình phải Alex nói phải trả mà. Alex phải nói mình học Alex giữa form mới được 70 mà thằng còn thiếu đông sạch. Alex chỉ giúp với. Ok Hoàng Thiên ha. Khi nào gặp lại Alex sẽ bái, Alex sẽ chỉ thêm. Thì nói chung thì cái sếp á thì Alex thấy á các bạn giữa sếp được, đôi khi các bạn hiểu cái cách của Alex giữa, nhưng mà một phần ví dụ như 70% các bạn hiểu đúng không, nhưng mà 30% còn lại á là các bạn phải nhìn thấy được nữa. Có nghĩa là các bạn phải nhìn được, thấy được nó có bị méo hay không. Có nhiều bạn nó giữa bị méo, nhưng mà khi ví dụ cái người kế bên họ giỏi mình, họ nói ủa cái tay nó còn méo, nhưng mà mình không có thấy được. Tại vì các bạn không có thấy được thôi, nhưng mà cái người kia họ thấy được. Nên cái mà 30% còn lại là mình phải thấy được. Đó, thấy được thì các bạn sẽ giũa nó sẽ thẳng hơn. Đó. Trời ơi, cái màu đẹp quá. Trời ơi, sổ khí đi. Ok, xong rồi Alex sẽ bỏ hột tiếp tục ha. And the next one. Không phải là như vậy. Alex sẽ bỏ ít thôi, Alex không có bỏ nhiều nữa ha. Tại vì như vậy là đã đủ rồi. Bỏ nhiều quá thì nó hơi too much. Ở đây dễ thương thôi. Dễ thương là được rồi. Các bạn lấy một xí cái này các bạn cứ chấm như có top coat cho Alex nha. Cứ chấm vô xí top coat là các bạn sẽ làm được. Đó, thằng này như vậy. Rồi bỏ thêm xí một hộp nhỏ ở đây nữa để cho nó nhìn nó ở được cái design. Đó, tùy cơ ứng biến. Đó, thấy không, cái chỉnh vừa vừa thôi ha. Xong các bạn xoay cái tay lại thấy nó đã thẳng chưa. Ôi trời ơi, nó méo quá trời luôn. Đó là con phải chỉnh lại nha. Đó, cái này là tại sao khách cãi lộn như mình á. Ok rồi, xong. Tại khi các bạn chụp hình á, các bạn để tay dữ không, các bạn mới thấy được cái thẳng hay méo nha. Còn các bạn mà không chỉnh kiểu kia các bạn không có thấy được. Đó, khi nào có báo cho anh nghe. Ok anh Trương ha, em sẽ báo cho anh biết ha. Put the light for me để chọn. Ok, so that's the last one. Ok, let me see that. Rồi đây là cái tay cuối cùng ha. Trời ơi, đây là cái ombre này ha. Alex sẽ chấm lên này. Alex hồi nãy Alex làm cái cách này nó cũng work này này. Alex bỏ top coat xong Alex bỏ cái treo. Để Alex thử cách này cho coi nha. Nãy Alex làm Alex thấy nó cũng work nữa. Cái treo Alex nó có cái hay đó là nó hòa chung với cái top coat được. Ơi đẹp quá. King. Hột ú nụ có bán không Alex? Không có nha, không có như Steven. Nhưng mà Steven muốn mua cái hột này thì có thể Alex mua dùm cho. Alex chủ nhật Alex mua dùm cho, Alex ra ngoài slide Alex mua dùm cho. Alex không có bán hột này. Để coi thử nếu mà Alex bán được Alex lấy gì Alex bán. Khi mà mình đam mê rồi đó là tự nhiên mình ghiền lắm. Thậm chí mình đi đâu mình cũng thấy neo hết á. Anh cũng thấy neo nữa. Ôi chết rồi. Ham nói quá. Alex bỏ treo lên rồi.
con sao cái cặp nó là sẽ build cái kiểu mà làm cái old school giống như làm xong rồi đầu bỏ treo build lên đó, làm cái nó cũng last nữa. Anh sẽ đẩy vô này ha, nhẹ nhàng thôi đó, cái màu phim này đẹp quá. Ok, xong rồi hai là thôi you hai khe bình ngô đó. Trời ơi, lâu quá mới nhớ ha, lâu rồi mới gặp ha. Anh sẽ bỏ xí hột này lên. Đó, thằng lên xí nữa là xong. Ô, cúng cùi là gì bà Steven? Cúng cùi là gì hả? Cúng cùi là cuối cùng. Ok, nếu không anh lại chúng ta lại sling ra này. Bên cái shape là nhẹ nhàng thôi. Đó, chỉnh shape vô. Ok, cái hộp này tạch quan xí này. Đi vô. Ok, can you put the light for me please? Ok, the light. Ok. Đây, các bạn thấy không? Xong rồi đúng không? Rồi, bây giờ Alex sẽ chia sẻ cho mọi người cách chụp hình nha. À, chụp hình á, thì Alex sẽ chia sẻ cho mọi người rất là dễ hiểu. Rồi, xong rồi á, thì có nhiều bạn cứ nghĩ là đã xong rồi đúng không? Nhưng mà cái xong rồi của mình á, đôi khi Alex vẫn còn cái sự phân vân. Phân vân là có thể là diamond nó chưa được, có nghĩa là nó đã chắc, nó cứng rồi, nhưng mà có nhiều chỗ á, cái treo nó chưa được cover mấy cái góc cạnh, thì những cái đó là nó sẽ làm cho diamond chắc. Đó. Thì Alex sẽ dùng một cái cọ nho nhỏ, đại khái như cái cọ mà vẽ lightwork á, hay là Alex lấy cái cây nhỏ này nè ha. Bắt đầu Alex sẽ bỏ top coat lên, Alex sẽ đi lại thêm một lần nữa. Đó, nếu mà bạn nào mà làm lần nữa thì còn thể đi lại thêm một lần nữa. Wow, anh mất sạch rồi. Top coat. Ok, Alex sẽ đi lại thêm một lần nữa này. Thì cái lớp này Alex sẽ đi sau mà vừa đụng cái diamond thôi, đừng có đụng quá nha. Giữ cái shape ra cho Alex này ha. Đó. Đi lại thêm một lần nữa để cho make sure, nhớ là không được chạy lên đá nha. Để cho mình làm sao cho nó mượt. Đó. Đi lại thêm một lần nữa, bỏ cái đèn ra Alex. Put the light for me, please. Không phải vấn này chém bao nhiêu. Chém bao nhiêu hả? Chưa làm xong rồi chém rồi. Khách bỏ chạy hết Steven. Đó. Alex sẽ bỏ xí nữa cho nó mượt ra. Put the light for me, please. Okay. Đó, xong rồi Alex sẽ bỏ nền xí nữa ha, để mình mess up là cái đá của mình nó không có bị gứt khóc thì nó sẽ làm cho cái hột của mình nó bị chóc đi nha. Các bạn lưu ý nha. Đó, thằng này cũng vậy luôn. Đó. Nhưng mà nhớ quẹt nhanh. Các bạn muốn mà sơn móng bột hay xi lát á, mà muốn quẹt cái top coat nó mượt á, là các bạn chỉ cần đi càng nhanh. Đi càng nhanh thì nó càng mỏng thì nó càng mượt vậy thôi. Đó, come back the light for me please. Ok, ăn cái này nữa. Này này. Anh sẽ khâu giờ xi nữa cho nó chắc. Đó, trong đầu lại đang nghĩ một điều á, ok phải làm như thế nào cho đá nó last. Chứ không phải làm như thế nào để chặt tiền nhiều. Đó. Rồi thằng này một cái nữa. This nail and you touching the oil. You see? Vâng. It's okay. I do quickly and you put the light, okay? Okay, put the light. Okay. Okay, xong rồi đúng không? Alex sẽ bỏ một xí cái clear vào đây. Bây giờ Alex sẽ đi dặm từng cái này. À, tại vì Alex make sure là cái nail của cô này là cô không có bị chóc. Đó, mình sẽ đi những cái tim nhỏ thôi. Cái tim càng nhỏ để mình cover những cái góc cạnh hết. Đó, đây là cái cách mà các bạn làm khách khi họ trở lại đá nó vẫn còn nằm y nguyên. Tại vì đôi khi ở trong các bạn sơn nó đẹp thiệt, nhưng mà ở ngoài á, nó bị á, khi nó đụng vô tóc của nó đó, khách của khách hàng á, thì nó thì khách hàng có của khách hàng thì nó làm cho cái đá mình nó bị chóc đi thì các bạn cũng biết rồi đó, họ sẽ tới hỏi thăm mình vậy thôi. Đó. Các bạn nhớ nha, phải lấy cái thêm nhỏ nha, những cái thêm nhỏ thôi để mình chọt vô những cái khe hở được. Đó. Alex dạy kỹ không? Alex dạy mọi người có kỹ không? À, nếu mà không kỹ nữa là coi như là Alex cũng bỏ tay rồi đó.
Rồi cái này cũng cho xí nha, bỏ xí nữa. Rồi. Rồi. Just like for me, okay? So we try a little bit and ok, xong rồi á, mà các bạn muốn mà cái đá mình nó sáng hơn nữa thì các bạn sẽ dùng một cái loại gì? Các bạn có thể dùng một cái loại đó là acetone. Các bạn có thể dùng acetone này, này ha. Các bạn có thể dùng acetone này này. Chà cái máng xí thôi, đừng có chà nhỏ quá nha. Xí vậy này. Các bạn đổ vô đấy. À, bây giờ các bạn sẽ liên cái đá này. Tại vì nãy giờ các bạn thân thóp đôi khi hay là cái tay hay là cái gâm của cái sáp mà đính đá nó sẽ làm dính trên nó không có được sáng cái đá nha. Đó thì mình sẽ liên cho nó sạch đi thì bắt đầu cái đá nó sẽ sáng lên. Đó nó sẽ sáng lên. Đó, khi nó sáng lên là bắt đầu lúc đó là coi như là xong rồi đó. Các bạn như vậy à, là sẽ chùi cho nó sạch. Đó, những cái đính đá hay những cái sáp nó sẽ xuất ra hết. Đó, thằng kia như vậy. Rồi bây giờ là sẽ bỏ dầu lên ha. Bỏ dầu lên xong rồi mình sẽ làm gì? Mình chụp hình ha. Là sẽ bỏ xí dầu vô thôi. À, thì bộ nail này thì các bạn nghĩ là lấy bao nhiêu tiền là xứng đáng? Lấy bao nhiêu tiền? À, nghệ thuật là không có định giá được giá cả. À, xong mình massage. À, mình massage để khách nó thấy oh trời ơi cuticle, so I can make your skin it better, okay? So this one is the vitamin oil, right? So that's vitamin love, you know. So, nó sẽ bỏ một xí dầu lên để gì để cho nó cái da nó sạch ha, và khi khách chụp hình nó sẽ đẹp hơn. Đó. Ví dụ như có nhiều cái mà ví dụ như là trong quá trình mình làm dầu mà khách nó lỡ may nó có đụng dầu vô mà nó bị dính dầu lên á thì các bạn có thể lấy một xí don't touch on the top. Don't touch in the nail, okay? Please, thank you. Các bạn sẽ lấy một xí ăn hoa quạnh chùi cái này, thấy không? Thì cái top coat mình sẽ bóng lại. Okay, can you go right over there for me? Sẽ chỉ cho các bạn cách chụp hình nha. 180, okay. Come right here. Thì Alex sẽ chỉnh cho các bạn cách chụp hình này. Khi chụp hình thì Alex sẽ dùng cái hệ thống đèn này này. Các bạn chụp. Còn thấy không? Đó. Thì cái nail nó phải sáng lên. Nó phải cực kỳ sáng nha. Đó. Thì Alex sẽ phóng bự nó xa xí. So, can you put the hand like that for me? Okay. Okay, okay. Lại đó. Các bạn thấy không? Cái đèn bên này các bạn thấy không? Chỉ cần một cái đèn nó hơi vàng cái thì nó ra cái màu khác. Okay, don't touch it, okay. Yeah, like that for me. Understand, hold right here. Yeah, okay, touching like that for me. Okay, các bạn thấy không? Phải làm cho mấy góc cạnh này bằng nhau hết. Có nghĩa là các bạn muốn điều á, thì Alex sẽ chia sẻ cho là các bạn có thể dùng một cây dũa xếp á. Các bạn làm vậy này. Okay, các bạn sẽ làm cái dũa này. Can you move right here a little bit? Các bạn sẽ đưa cái dũa xéo một cái này ha. Để cho mấy cái xếp nó thẳng hết. Can you touch the brush? No, the nail, all the nail underneath. Touch the all the nail touching this one. Ok, các bạn để cái dĩa xếp này ha, cho nó theo vô này. No, no, this one. And các bạn sẽ để cái mấy cái tay vô này. Đó, rồi, ok. Các bạn sẽ để cái dũa vô vậy á. Tại vì là cầm phone một tay rồi. Đó, con sẽ để thẳng như vậy. Đó, là sẽ link tất cả cái dơ là hết. Đó, xong rồi, can you relax a little bit? Relax this hand. Relax. No, not open, ok. Ok, các bạn thấy không? Để xuống vậy cho Alex, thấy không? Nó sẽ xuôn lên cái nail lên. Rồi là sẽ để cái thằng này vô. And chicken touch together. Cái tay này nó sẽ gom lại hết. À, nó sẽ gom lại điều hết vậy này. Các bạn phải để sao mà để cho nó cái shape nhìn nó xuôn. Đó, cái this one too. Ok, các bạn thấy không? Rồi bây giờ này, bắt đầu Alex sẽ dùng cái đèn này này. Các bạn nhìn nha. Cái màu nó ra cái màu này, nhưng mà cái màu ở ngoài nó không phải vậy. Các bạn nhìn nha. Các bạn thấy không? Thì Alex sẽ dùng cái đèn này này. Alex sẽ chụp hình này. No. Hold it up for me. Ok, thank you. And các bạn thấy không? Thì Alex sẽ xoay này, các bạn thấy không? Này. Các bạn thấy cái màu nó khác không? Này. Đó. Thấy không? Các bạn quay cái kiểu nào mà các bạn thấy exactly cái màu các bạn làm ra thì các bạn mới chụp lại, đúng không? Tại sao nhiều người chụp hình á làm ra nail xong màu vậy, xong cách đem vô hỏi nó không giống màu? Tại vì đôi khi các bạn chụp hình nó không ra giống cái màu đó. Tại vì cái đèn nó các bạn không có xoay đúng hướng thì nó sẽ ra cái màu khác nha. Nên lưu ý ở điều đó nha. Này. Alex sẽ để cái đèn vô. Hoặc Alex sẽ tắt cái đèn này vô, các bạn thấy không? Nó sẽ khác này. Đó, thấy không? Ok, Alex xong rồi ha. Rồi Alex chúc mọi người một
ngày thứ ba vui vẻ ha, rồi hy vọng Alex sẽ gặp những cái like khác nữa ha. Và đây là một cái bộ nail nó rất là sang, nói chung là rất là sang. Bye bye mọi người nha, thank you mọi người rất là nhiều.